Kênh Nhà Nông Miền Tây với chuyên mục tin tức nhà nông xin kính chào quý bà con. Trung Quốc, thị trường nông sản vô đáy trên thế giới. Trung Quốc vẫn sẽ là yếu tố thúc đẩy chỉ số giá nông sản thế giới khi nhu cầu tiếp tục tăng mạnh đối với protein và thức ăn chăn nuôi trước mùa vụ mới. Sức mạnh của nông sản Mỹ, bằng chứng là trong 9 tháng qua, Mỹ đã thiết lập kỷ lục mới về xuất khẩu nông sản sang thị trường Trung Quốc lên cao nhất mọi thời đại. G.T. Dow, chuyên gia kỳ cựu về đàm phán thương mại nông nghiệp Mỹ cho biết, hiện chưa rõ liệu Trung Quốc có nhập khẩu đúng theo cam kết giai đoạn 1 của thỏa thuận thương chiến Mỹ-Trung ở mức 40 tỷ USD trong năm nay hay không. Tuy nhiên, vị này cho rằng đây là cơ hội chính đáng có thể đạt được và điều này cũng có thể tiếp tục mang lại sức mạnh cho hàng hóa Mỹ, nhất là khi Trung Quốc vẫn đang trong cơn khát hàng nông sản. Phát biểu tại hội nghị các nhà cung cấp và thu mua nguyên liệu của Hiệp hội Công nghiệp Thức ăn Chăn nuôi Hoa Kỳ ở thành phố Orlando, bang Florida mới đây, ông chia sẻ, nhu cầu nhập khẩu nông sản của Trung Quốc vẫn rất lớn, khoảng 150 tỷ USD mỗi năm từ khắp mọi nơi trên thế giới. Ông G.T. Dow, người hiện là nhà kinh tế trưởng tại hãng nghiên cứu thị trường Amboy Research cho biết, trên thực tế là chúng ta hoàn toàn có thể đạt được con số 40 tỷ đô la và nó không phải là một giấc mơ viển vông. Thỏa thuận 2 năm được đàm phán dưới thời chính quyền cựu Tổng thống Donald Trump với Trung Quốc sẽ hết hạn vào cuối năm nay. Nhưng theo ông, chúng ta phải lưu ý rằng vào ngày 1 tháng 1 năm sau, Mỹ vẫn sẽ áp dụng mức thuế quan trị giá 360 tỷ USD đối với hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc, đồng thời lưu ý rằng tất cả các thay đổi về cấu trúc đàm phán trong thỏa thuận giai đoạn 1 vẫn còn hiệu lực, tuy nhiên một cuộc đối thoại khác có thể sẽ diễn ra. Một khi thỏa thuận này được thực hiện, Trung Quốc có thể sẽ khuấy động các tình huống tạo đòn bẩy nhằm loại bỏ điều khoản trị giá 360 tỷ USD thuế quan. Mọi thứ hiện vẫn đang tốt và có thể vẫn tiếp tục tiến triển, nhưng tôi không dám chắc là sẽ không gặp khó khăn, ông dự đoán. Thức ăn chăn nuôi tiếp tục nóng. Hiện Trung Quốc vẫn đang tiếp tục các nỗ lực phục hồi sau dịch bệnh tả lợn châu Phi bùng phát vào năm 2018. Kể từ đó đến nay, ngành chăn nuôi ở quốc gia có đàn lợn lớn nhất thế giới đã cấm tiệc người dân cho lợn ăn những thức ăn thừa mứa. Điều này đã thúc đẩy nhu cầu rất lớn về ngũ cốc dùng làm thức ăn chăn nuôi, bao gồm cả đậu nành và ngô. Ông nói rằng Trung Quốc không bao giờ muốn nhập khẩu thịt, mà họ chỉ muốn nhập khẩu thức ăn chăn nuôi, trừ phi việc tái đàn không đạt mục tiêu. Theo các chuyên gia, nhu cầu ngô của Trung Quốc có thể dao động từ 5 cho đến 40 triệu tấn hàng năm bởi đàn lợn của nước này vẫn tiếp tục biến động và tính minh bạch đã sụt giảm đáng kể trong những tháng gần đây, thông qua các báo cáo về dịch bệnh tả lợn châu Phi vẫn hoành hành trên đàn lợn trong nước. Theo ông Dow, Trung Quốc thừa biết rằng với mặt hàng ngô từ nay cho đến tháng 3 năm sau, Mỹ vẫn là nhà cung cấp có tiềm năng duy nhất của họ và tương tự theo mùa vụ. Từ tháng 9 đến tháng 2 lượng nhập khẩu đậu tương cũng vẫn thiên về nước này. Vào năm ngoái cũng trong khung thời gian đó, các lô hàng ngô và đậu tương của Mỹ đã được bán hết veo, nhưng đó là khi niên vụ đậu tương đạt sản lượng 500 triệu dạ, điều không thể có trong năm nay, theo ông. Ngoài ra, còn vô số khó khăn khác như cước vận chuyển đường biển hiện đã cao gấp đôi so với cách này một năm, hay biên lợi nhuận của hoạt động chế biến đậu tương tại Trung Quốc đang ở mức âm. Ông cho rằng, việc vận chuyển hàng hóa bằng tàu viễn dương có thể sẽ chưa ổn định trong vòng 2 đến 3 năm tới, và tất cả đang đặt ra những vấn đề thực sự đối với chuỗi cung ứng trong tương lai. Điều này bổ sung thêm cho một tình huống vốn đã gây cấn trong thời gian qua là khủng hoảng thiếu container rỗng ở khắp các châu lục. Ông cho rằng, sự mập mờ về số liệu tổng đàn lợn hiện nay của Trung Quốc là bởi vì Bắc Kinh không muốn bị rơi vào tình huống mà họ cảm thấy bị mắc kẹt trên thương trường. Nhu cầu đậu tương tại Trung Quốc dự báo cũng sẽ tiếp tục ảnh hưởng bởi giá lợn hơi. Cụ thể, khi giá lợn hơi xuống thấp thì người chăn nuôi sẽ bán tống bán tháo hàng loạt đàn lợn và sản phẩm thịt sẽ dư cung trên thị trường, khiến nhu cầu thức ăn chăn nuôi giảm và kéo theo nhu cầu khô giò đậu tương thấp hơn. Giá ngũ cốc còn tăng. Hiện nguồn cung và nhu cầu thế giới đối với hai mặt hàng ngô và đậu tương vẫn rất eo hẹp, với giá ngô ở Brazil trên 8 USD mỗi bu he 27kg và tại Trung Quốc dao động ở mức 10-11 USD mỗi bu he. Các chuyên gia thị trường đều không nhận thấy dấu hiệu về khả năng giảm giá các mặt hàng này trong ngắn hạn. Tôi không nghĩ rằng giá ngô và đậu tương sẽ giảm xuống. Khi nói đến cung và cầu thế giới về protein, nhất là ngô và đậu tương sẽ khó có thể hạ giá sớm nhất là sau vụ thu hoạch năm sau của Mỹ, ông nói. Hiện xuất khẩu của Mỹ vẫn ở mức cao kỷ lục và tin tốt là xuất khẩu nông sản của nền kinh tế số 1 thế giới sang tất cả các thị trường khác, ngoài Trung Quốc đều tăng mạnh, nhằm đảm bảo không phải tất cả trứng đều nằm trong một giỏ. Tuy nhiên, câu hỏi đặt ra là liệu với mức giá hiện tại, với các thị trường như Philippines và Indonesia đối với thịt và ngũ cốc dùng làm thức ăn chăn nuôi thì các quốc gia này có thể tiếp tục duy trì khối lượng mà họ đang mua hiện nay hay không? Theo ông Dow, dấu hiệu để nhận biết các giao dịch có giảm hay không cần phải thông qua phép thử giá. Nếu họ có đủ khả năng chi trả,
Mỹ sẽ vẫn đáp ứng tốt trong một thời gian dài. Gần 100% thanh long nhập khẩu vào Trung Quốc là từ Việt Nam. Trung Quốc là thị trường tiêu thụ thanh long lớn nhất thế giới và gần như 100% thanh long nhập khẩu vào nước này đến từ Việt Nam. Theo Cục Xuất nhập khẩu Bộ Công Thương, thông tin từ Hải quan Trung Quốc cho thấy, 7 tháng đầu năm nay, nhập khẩu thanh long của nước này đạt 368,9 nghìn tấn, trị giá 336,3 triệu USD, giảm 12,7% về lượng và giảm 11,5% về trị giá so với cùng kỳ năm 2020. Trung Quốc nhập khẩu thanh long chủ yếu từ Việt Nam với lượng chiếm 99,99% tổng lượng thanh long nhập khẩu, còn lại 0,01% là lượng nhập khẩu từ thị trường Đài Loan. Theo thống kê của Trung tâm Thông tin Công nghiệp và Thương mại Bộ Công Thương, trong 7 tháng đầu năm nay, xuất khẩu thanh long đạt 729 triệu USD, tăng 8% so với cùng kỳ năm ngoái. Với giá trị xuất khẩu như trên, thanh long tiếp tục là loại trái cây xuất khẩu số 1 của Việt Nam. Đứng sau thanh long về giá trị xuất khẩu trong 7 tháng đầu năm là xoài, chuối, mít. Chưa có ca bệnh COVID-19 nào được xác định lây nhiễm qua việc chạm vào thực phẩm bao bì. Trước đó, Sở Công Thương Bình Thuận nhận được thông tin từ Sở Công Thương Quảng Ninh về việc Trung Quốc tạm dừng nhập khẩu mặt hàng thanh long Việt Nam qua cửa khẩu ở tỉnh này do phát hiện quả thanh long dương tính với virus SARS-CoV-2. Do vậy, thành phố Đông Hưng, Trung Quốc tạm dừng nhập khẩu đối với mặt hàng thanh long của Việt Nam đến 23 giờ ngày 21 tháng 9 tới đây. Sau đó, mặt hàng thanh long sẽ tự động được thông quan. Liên quan đến việc phát hiện SARS-CoV-2 trên bao bì, nông sản xuất khẩu sang Trung Quốc, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Phùng Đức Tiến khẳng định, hiện chưa có căn cứ khoa học nào khẳng định việc virus SARS-CoV-2 trên vỏ bao bì, nông sản, thực phẩm lây sang người. Trong khi đó, theo báo cáo của ngành y tế, hiện tại chưa có bằng chứng nào cho thấy việc xử lý thực phẩm hoặc tiêu thụ thực phẩm có liên quan tới COVID-19. COVID-19 lây lan chủ yếu từ người sang người thông qua các giọt bắn từ đường hô hấp khi ai đó ho, hắt hơi hoặc nói chuyện. Một người có thể nhiễm COVID-19 bằng việc chạm vào bề mặt hoặc vật dụng, bao gồm thực phẩm hoặc bao bì thực phẩm có virus trên đó, rồi lại chạm vào miệng, mũi hoặc có thể là mắt của họ. Tuy nhiên, người ta không cho rằng đây là con đường chính lây lan virus. Theo các chuyên gia ngành y tế, hiện tại, nguy cơ nhiễm virus từ các sản phẩm thực phẩm, bao bì hoặc túi đựng thực phẩm được cho là rất thấp. Hiện tại, chưa có ca bệnh COVID-19 nào được xác định là phương thức lây nhiễm là qua việc chạm vào thực phẩm, bao bì thực phẩm hoặc túi đựng hàng. Dù một số người làm việc trong các cơ sở chế biến và sản xuất thực phẩm đã mắc COVID-19, vẫn chưa có bằng chứng lây lan virus cho người tiêu dùng qua thực phẩm hoặc bao bì mà công nhân tại các cơ sở này có thể đã cầm nắm vào. Cảm ơn quý bà con đã theo dõi kênh Nhà Nông Miền Tây. Hãy nhấn nút đăng ký để theo dõi thêm nhiều thông tin của kênh. Xin kính chúc quý bà con nhiều sức khỏe, may mắn. Xin chào và hẹn gặp lại!